cái đít xe này nè, thì cái khi mà giá nó Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách làm giá bằng xè nha mọi người. Thì làm theo cách này như là làm giá thủy canh đó mọi người, làm giá ở nhà. Sau 2 ngày thu hoạch, mình làm giá bằng cái xè và một cái chậu và một cái miếng lưới này nha mọi người, và một cái chiếc khăn khăn lông ấy. Và đây là cái thành quả của mình làm xong rồi mọi người. Cái này mình để nó hơi quá giờ mấy giờ đó, nên là nó hơi có cái lá này nè, nó hơi cao, nhưng mình cũng rất thích ăn cái lá nó cao cao như vậy, là mình thích ăn giá cao như vậy mọi người, nên là mình để hơi lố giờ một xíu để mình thu hoạch. Và sau đây mình xin mời mọi người cùng theo dõi và làm cùng mình nhé. đỗ này mình đã ngâm qua đêm và bây giờ mình đi rửa sạch, chuẩn bị ủ giá nha. Hôm nay mình ủ nó cũng được một ngày đó mọi người. Mình sẽ cho mọi người thấy nó lên bao cao nha. Cao rồi này. Lên thì khá là cao rồi mọi người. Mọi người xem lên cũng khá là cao và đều ấy nha.
Lần này mình làm không có dùng cát nha, chỉ bằng cái xề với cái khăn lót ở dưới nha, và một cái chậu thau nước ở dưới. Cái này mình ủ một ngày rồi đó mọi người, không hề tưới nước nha. Đây mình cho mọi người xem, thì chờ thêm một ngày nữa sẽ nó lên cao như thế nào rồi mình thu hoạch sau nha mọi người. Cái băng, cái khăn nó vẫn ẩm ướt luôn. Đây, giá của mình chưa được 2 ngày tuổi nha mọi người. Cái này còn vài tiếng nó mới được 2 ngày. Mà nó lên bao cao như này đây. Thật ra thì cái thời tiết ở bên mình đang vào mùa đông hơi se se lạnh rồi. Công giá mọi người xem nó mập không? Đây mình để tầm vài tiếng để cho đủ 2 ngày mình thu hoạch nha. Cái thời tiết bên mình cũng đang se se lạnh nè mọi người, nhưng mà mình làm giá nó vẫn phát triển nhanh nè. Tại vì mình ủ mình để trong nhà chứ không có để ở ngoài. Đây là mình làm không có tưới nha mọi người, mà lần này mình làm bằng xề và cái khăn chứ không có làm thêm một cái gì nữa. Đây các bạn ơi, mình để hơi lố giờ nè, hơi lố mấy tiếng đồng hồ nên là nó nhìn nó cũng hơi cao ha, nhưng mà không sao, ăn được hết, ngon hết. Bây giờ mình sẽ thu hoạch. Mọi người thấy không? Cái này ở dưới này, một mình ở trên một mình lót cái miếng lưới ha, ở dưới cái khăn này. Thì bây giờ mình sẽ nắm cái lưới này giật lên đó, thì cái ghế của nó sẽ bám với cái khăn này nè mọi người, nó đứt ngang này nè. Là mình thu hoạch nó sẽ không có dính rễ theo nhiều nha mọi người, là cái giá của mình nó rất là đẹp. Tất nhiên là cái rễ ăn được hết, nhưng mà mình muốn thu hoạch là làm cho nó nhìn cái cọng giá mình nó đẹp á, thẩm mỹ nó đẹp hơn, thì làm theo cách này nè mọi người nè. Cũng có nhiều người cũng không thích ăn rễ lắm, nên là làm theo cái cách này thì mọi người thu hoạch rất là sạch sẽ luôn nha, không có rễ nhiều. Mọi người nhìn giá nè, giá nó cũng đẹp chứ. Đó. Cách rất là đơn giản mà lại hay nha mọi người. Mọi người áp dụng như thế này thì rất là hay và thú vị luôn nha. Đó. Cái ghế nó đứt bực 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 nha. Xong nè. Xong rồi mọi người. Đây là xong một bước. Bước một mà mình không cần phải nhặt cái ghế nha mọi người. Và sau đó là mình còn bước thứ hai nữa, mình sẽ làm sạch sạch những cái vỏ đậu này và những cái hạt mà nó không lên ở trong này nha, nó lẫn lộn ở trong cái giá đậu của mình nè. Thì tiếp theo mình sẽ cho mọi người thấy luôn làm sao để thu hoạch được cái cọng giá mà nó sạch sẽ, mà nó tới khi mà mình rửa ăn á thì mình không cần rửa nhiều nữa. Giá rất là đẹp luôn nha mọi người. Cái thời tiết bên mình đang se se lạnh, cũng vào đông rồi đó, nên là cũng rất là lạnh. Nhưng mà mình tưởng là làm giá lần này giá nó không lên nổi, nhưng mà nó lên cũng rất là khỏe luôn nha mọi người. Đây này, mình chỉ làm là ở dưới một cái chậu nước nha, rồi một cái xề bằng gỗ tre đó. Hoặc là mọi người làm bằng cái gỗ nhựa cũng được, nhưng mà mình làm cái xề, lần này mình làm bằng cái xề nha. Và ở dưới mình lót cái khăn nhé, rồi ở trên là một cái miếng cước này, lưới này. Đó, đơn giản như vậy thôi. Và nước thì mọi người làm cho nó sắp gần bằng cái xề ở dưới cái đít đó nha. Đừng có cho nó vượt lên trên cái mặt xề. Để cho nó gần xém xém một tí ở dưới cái đít xề này nè. Thì cái khi mà giá nó đâm cái rễ và nó hút nước ở dưới, nó tự hút nước để nó phát triển đó mọi người. Nên là mình làm cái cách này là
là cái cách làm giá thủy canh không cần phải tưới nha, rất là đơn giản luôn nhưng mà lại có giá ngon ăn này. Bây giờ mình sẽ thu hoạch nó. Và bước thứ hai mình chia sẻ là cái cách mà thu hoạch làm sao á, để cho cái những cái hạt cái vỏ đậu này nè và những cái hạt mà nó không lên nổi đó, nó lẫn vào trong cái đậu là giá đỗ của mình á, thì mình làm sao để cho cái đó nó không mình thu hoạch cho nó sạch, nó không lẫn lộn vào trong cái giá đỗ của mình nha mọi người. Thì mình làm theo thế này đây đó, mình chốt nha, mà mọi người làm phải dùng cái miếng lá cước này nha. Đó mình vũ thì những cái hạt đỗ và những cái vỏ đậu nó sẽ rơi xuống, nó rơi ra nha mọi người. Nó rơi ra rồi mình thu hoạch nó sẽ sạch hơn. Mọi người xem đỗ của mình cũng đẹp chứ. Trắng và mập nha. Đổ lần này lên cũng rất là đều luôn. Mọi người vũ, khi vũ xong rồi ấy, thì cái giá mình nó lên sạch nè. Thu hoạch nó nhàn tên luôn á. Kiểu như mình đi sạch xong rồi mình rửa qua một hai nước là mình ăn nó sạch luôn, nó không có lẫn lộn ba cái vỏ đậu trong giá của mình. Sau khi mình vũ xong thì nó sạch như này nè. Ba cái hạt mà nó không lên, nó không lẫn lộn vào nữa. Đây mình vũ xong rồi những cái vỏ đậu nó không lên nổi, với lại và cái hạt đậu mà không lên nổi với cái vỏ nó rơi xuống nha mọi người. Làm giá tại nhà rất là chi là dễ luôn. Giá rất là giòn luôn nha mọi người. Mỗi lần thu hoạch giá thấy mê luôn mọi người, thấy ham luôn nên là ghiền làm luôn. Mình khoảng 5 hay 4 ngày, một khoảng một tuần là mình làm một lần á. Ăn giá xào nè. Có khi mình thì cứ thích làm dưa giá. Mình làm dưa giá thì khoảng ăn làm dưa giá cũng rất là nhanh có ăn luôn. Sau một ngày lại có ăn mà ăn sạch luôn, ăn nhanh lắm. Giá thành trắng tròn mập nè. Giá này rất là dễ ăn luôn, nấu mì nấu phở, nói chung làm cái gì cũng cũng có giá hết. Nó bún riêu, xào mì rất là dễ ăn, còn giá rất là giòn, động đó là động tới nó là nó gãy, nó gãy mà mọng nước. Giá lần này lên rất là đều nên là thu hoạch cũng nhiều nè. Nên rất là đều luôn, những cái hạt mà nó không lên nổi thì mình thấy ít thôi mọi người. Đi mình thu hoạch xong rồi nha mọi người. Thì thường thường là mình thu hoạch giá xong rồi mình không có rửa. Thì mình cho vào cái túi ni lông xong mình để trong tủ ngăn mát. Thì khi nào mình ăn mình lấy một vừa đủ ra mình rửa rồi mình ăn, chứ không mình không có rửa trước nha mọi người. Thì lần này rất là nhiều luôn nè, mình làm cũng đổ cũng ít nhưng mà lần này đổ nó lên đều quá nên rất là nhiều luôn nè, thu hoạch được nhiều quá. Thì video chia sẻ cái cách làm giá bằng xề của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn mọi người video tiếp theo nhé. Đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cái giá này mình chưa rửa nha. Vừa thu hoạch xong cho mình không có rửa, mình cho vào tủ nhưng là ăn dần.